Và xin mời thí sinh tiếp theo của chúng tôi ạ. Nhìn lên trời cao nhận ra mình xứng đáng, dù chết vẫn tròn đam mê đến cùng. Let's get it now, rực sáng như muôn vì sao. This is me. Vâng, và em tên là Phan Thị Thu Uyên, mọi người có thể gọi em là Nếp. Và em đến từ Đắk Lắk. Wow. Và tôi hy vọng cái clip trước đây cũng ấn tượng không kém. Gosh. Cho mình hỏi là cái bài vừa rồi là bạn viết đúng không? Dạ, bài đó em viết trong vòng một tiếng và em cũng quay dựng trong vòng một tiếng luôn ạ. Ôi. Xin mời bạn về với đội của Tùng Maru. Em có thí sinh rồi mọi người ơi. Yeah. Cuối cùng Tùng Maru đã có thí sinh rồi. Yeah. Và bây giờ là thí sinh tiếp theo ạ. Oh. Okay. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Lời nói đầu tiên, cho Happy Family xin kính chào tất cả mọi người. Anh thấy em có gì lạ không? Không, thật ra là em rất là lạ luôn á. Thì anh hỏi đi, anh hỏi câu đó đi. Em có gì lạ? Tức quá. Tóc. À cái này hả? Cái tóc kìa. À tóc, á trời đất ơi. Ngôi sao 30 giây. Bạn khắc cái logo của chương trình mình lên trên đầu bạn luôn. Em tức lắm anh. Em hôm qua em đi qua em đi qua vòng tay Phong Thủy Tinh Lâm. Mua đồ. Mua xong tức em kêu là khắc ở đây nè để cho dễ thấy không. Nó khắc là đằng sau đi đâu em cũng xê phải đi lùi tức chết. Em mà nó nghe nè, cái vụ khắc đó liên quan đến vòng tay Phong Thủy của tôi không? Không phải, ý là đi mua xong rồi đi khắc mà nó khắc không có đúng kể, đó. Thì anh phải kể cho rõ ràng. Ngày hôm đó tôi tới vòng đá Phong Thủy hiệu Tinh Lâm với chất đá hoàn toàn thiên nhiên kết hợp với những chiếc cham vô cùng độc đáo. Đúng, tôi mua xong cái vòng đá Phong Thủy hiệu Tinh Lâm với những chiếc cham vô cùng độc đáo kết hợp với những vòng đá vô cùng thiên nhiên. Chính xác. Mua xong vô rồi tôi tới tiệm cắt tóc. Tôi nhờ người ta khắc cái logo ngôi sao 30 giây lên mà nó không khắc ở đây mà nó khắc ngay sau ót của tôi. Tức là lúc đó tôi cũng phải la lắm như vậy đó. Rồi vậy thôi đó. Xong. Xong rồi đó hả? Xong rồi giờ mình coi cái này đi. Tôi tưởng đâu là về luôn chứ. Rồi đi lên đi, xa xôi lắm. Rồi bây giờ là cho mọi người coi clip của mình dạ, nha. Dạ rồi coi đi anh. Rồi xin mời tất cả mọi người coi clip ạ. Ông này là đối giọng với ông bên kia. Đúng dạ không, nhưng mà em lại thích. Nhưng mà em lại thích anh Mago, em biết nhảy nữa nha anh. Rõ ràng em biết nhảy nha. Đó. Chắc chưa? Chắc, em biết rap luôn. Biết rap luôn. Biết rap luôn mà. Em có ghi á, ở trong đây là em thích nhất là anh Black Ca. Cái gì? Anh tên em. Anh Black Ca. Black Ca. Không phải tại cái giọng em nó. Black Smart. Ê, tính ra bạn này rất là thú vị nha mọi người. Tức rằng là bản thân bạn có rất là nhiều kỹ năng và năng lượng. Cho nên là những mentor của chúng ta nếu như mà chiêu mộ bạn này về đội của mình á thì phải tìm một cái gì đó thật sự đa dạng để bạn có thể thể hiện bản thân mình. Em thấy là phù hợp với em đi, nhưng đi mà cho bạn đi một câu, còn em hơi nhiều thí sinh đằng sau và em còn 4 slot thôi nên là em... Rồi. Thôi, mình cho bạn một cơ hội á, mong là bạn có trời ơi, tôi định kết thúc cái vòng này luôn rồi đó. Cảm ơn Tùng Maru, cảm ơn bạn rất là nhiều và chúc mừng đội của Tùng Maru nha. Yeah. Và sau đây là thí sinh tiếp theo.
Và mentor chọn đó chính là Long Chun và Blacker. Chất Thống ơi, bạn ngoài cái khả năng này ra, bạn có nói tốt không? Bạn có diễn xuất được không? Em đã đi với rất nhiều show truyền hình và em đóng rất nhiều quảng cáo rồi. Ok, đồng ý. Và bạn ơi, nếu mà bạn có khả năng nói nữa, hiện tại trong đầu Long đã có những content cho bạn thi vòng sau luôn rồi. Yo, trước tiên thì là what's good brothers? À rồi xong rồi ha, không thấy không? Thôi kết thúc rồi. Ta chung hệ với nhau ông ơi. Kết thúc rồi. Thì là mọi thứ đã kết thúc. Chắc là không cần phải nói nhiều, thì là người anh em mày đến từ hip hop. Thì là cái năng lượng của bạn và tất cả những thông điệp bạn truyền tải qua cái video ngắn đó từ những cái giây đầu tiên là Becca đã thích rồi. Thôi thì chắc phải sau đây ngồi thôi chứ còn chờ gì nữa. Alo, từ bỏ. Sao vậy Long Quân? Sao vậy cưng? Thấy chào nhau cái tự nhiên mình như người ngoài á. Thì giờ nè lên chào cái y chang vậy coi. Thử coi. Cho em nói được không? Đây đây chào cái y chang thử coi có đủ cái tư cách không ha. Hay phường. Em tới đây á là em muốn môn wrestling của Việt Nam đã được đi thế giới và bây giờ cả thế giới, cả Olympic đã công nhận đây là môn thể thao chính quy. Thì em muốn được wrestling nói riêng và hip hop nói chung, em muốn cho tất cả mọi người biết hip hop của em có những gì nên sẽ về với đội của Blacker. Dạ, trời ơi tuyệt vời. Chúc mừng đội của Blacker. Xin chúc mừng. Dạ. Quá đau đớn. Chúc mừng bạn, mời bạn về vị trí của mình. Không sao, không sao. Không sao hết. Có gì đâu, chúng ta còn nhiều thí sinh nữa. Dạ, nhưng mà tiếc quá, tại bạn đấy làm cái thông điệp nó xong rồi cuối cùng hướng lên cờ Việt Nam, trời ơi. Nhưng mà bên kia người ta hợp hơn. Được rồi, em sẽ làm tốt. Em sẽ làm tốt, em sẽ làm tốt. Không có gì mà ngồi chặt lẹo quá cô vậy. Đừng ra tranh luận làm gì nữa nào. Tôi thấy nãy giờ cái miệng mấy người quá trời, nghe bái tanh đây không? Ta điềm đạm quá trời nè. Không ai cả là cái miệng của mấy người hết á. Trời ơi. Tiếp tục chương trình thôi anh, tiếp tục chương trình ha. Tăng Duy Tân sẽ có cơ hội được lên tiếng nha. Nãy giờ im hơi nhiều rồi đó. Em đang im lặng để em quan sát thôi. À vậy em, hả? Em muốn là bách phát bách trúng. Ok.